Đầu tiên sẽ là tính năng thay đổi nền chiều cho bức ảnh. Các bạn sẽ vào mục Edit và chúng ta sẽ chọn là Sky Replacement. Và các bạn thấy nền trời đã được thay đổi. Ở đây chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn khác nhau. Đây sẽ là nền trời có hình cầu vồng. Tiếp theo sẽ là tính năng làm mịn da và chúng ta sẽ vào mục Filter. Các bạn chọn Neural Filter. Ở đây nó sẽ chọn đúng khuôn mặt và các bạn chỉ cần bật cái phần Skin Smoothing lên. Và đây là kết quả. Các bạn sẽ thấy da mặt đã được làm mịn. Trước khi làm mịn, sau khi. Khi chúng ta zoom lên thì cái da mặt nó vẫn giữ được những cái chi tiết ở trên khuôn mặt. Và các bạn cũng thấy nó sẽ không ảnh hưởng tới mắt, mũi hoặc là miệng. Các bạn thấy ở khu vực mắt thì nó vẫn rõ nét như ban đầu. Ngoài ra thì các bạn có thể chỉnh hai cái thanh công cụ này, Blur và Smoothness. Khi các bạn cảm thấy hài lòng với làn da thì chúng ta sẽ nhấn vào nút OK. Và kết quả là nó sẽ tạo ra một cái layer mới. Đây là file gốc sau khi làm mịn da. Thank you.
trong Neural Filter nữa, đó là tô màu cho những bức ảnh trắng đen. Đây, sau khi chúng ta sẽ chọn cái tính năng Colorize thì các bạn sẽ thấy bức ảnh được tô màu. Bức ảnh gốc trắng đen chưa được tô màu và bức ảnh đã được tô màu. Ngoài ra chúng ta còn có thể điều chỉnh ở những cái thông số ở đây. Các bạn có thể tăng cái màu đỏ lên này. Blue. Là tăng green lên. Sau khi thấy tạm ổn thì chúng ta sẽ nhấn nút OK. Và các bạn cũng được một cái kết quả là một cái layer mới. Và chúng ta sẽ thử một cái bức ảnh khác. Đây cũng là một bức ảnh trắng đen. Và các bạn cũng thấy nó cũng tô màu cho bức ảnh trắng đen. Đây là bức ảnh gốc. Và các bạn xem lại trước và sau khi đổ màu lên. Tiếp theo sẽ là một số cái tính năng ở trong mục Help. Các bạn sẽ chọn Photoshop Help. Và ở đây chúng ta sẽ thấy cái mục Quick Action, Remove Background, xóa phông nền tự động. Rồi, các bạn sẽ thấy kết quả cũng khá là ổn. Sau khi xóa xong, nếu các bạn muốn chỉnh sửa những cái chỗ chưa đúng thì chúng ta sẽ click chọn vào cái layer màu đen này, layer smart, và chúng ta sẽ chọn công cụ brush. Các bạn vẽ màu đen là các bạn xóa đi những cái vùng mà chúng ta muốn xóa, còn các bạn chuyển qua cái màu trắng thì chúng ta sẽ khôi phục lại những cái vùng mà chúng ta muốn nó hiển thị. Ngoài ra chúng ta có thể tách nền bằng một cái cách khác, đó là chúng ta sẽ chọn vào cái công cụ Lasso Tool. Và đây các bạn sẽ chọn là mục Select and Mask. Tiếp đó chúng ta sẽ chọn Select Subtract.
Và ở đây các bạn sẽ nhấn vào cái mục này để cho cái phần tách tóc nó đẹp hơn. Hoặc là nếu các bạn tách những cái con vật như là chó, mèo nó có nhiều nhiều lông thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần này. Sau khi thấy ok thì chúng ta sẽ nhấn. Tiếp theo ở mục Quick Action thì nó sẽ có cái mục chuyển cái nền background thành trắng đen. Chúng ta cũng nhấn apply. Và các bạn sẽ thấy cái bức nền, phông nền sẽ được chuyển sang trắng đen. Một cái tính năng nữa đó là tăng cường màu sắc. Cái này nó sẽ làm cho màu sắc đậm hơn một chút xíu. Và đây các bạn sẽ thấy kết quả. Ảnh gốc màu hơi nhạt. Sau khi sử dụng cái này thì nó sẽ tăng màu sắc lên một chút. Cái tính năng nữa cũng ở trong cái mục Quick Action đó là mục làm mờ background. Rồi các bạn sẽ thấy background đã được làm mờ. File gốc sau khi sử dụng cái tính năng này. Và cuối cùng là một cái phần cải tiến ở trong cái mục là Pen Tool. Các bạn sẽ thấy cái tính năng này. Để bật được cái tính năng này thì các bạn sẽ vào mục Edit. Chúng ta sẽ chọn mục này. Và các bạn click chọn vào đây. Ban đầu nó sẽ không được chọn cái này. Chúng ta bật lên thì các bạn click vào. Cái công cụ này nó sẽ giúp các bạn sử dụng Pen Tool nhanh hơn, dễ hơn. Chúng ta chỉ cần đưa vào vùng thấy đúng thì các bạn click.